Chào cả nhà mình nha. Hôm nay mình tâm thấy có dính này cả nhà. Hàng ngon cả nhà. Xúc bông cả nhà. Ủa xúc bông to quá trời to luôn cả nhà. Xúc bông quá trời to luôn. Sướng quá trời sướng. Xúc bông to khiếp luôn. Ủa sướng. Quá sướng rồi. Để phụng lấy cho người nha. Bịt luôn cái lọ nha. Rồi, để Phong dự đoán thì Phong quay cho người xem. Đi tới đường lọ khó quay lắm. Tiếp tục nha cả nhà. Đồ chuột cái nha. Rồi tiếp tục có hàng cái nha. Một em xúc đất. Đây xúc đất. Đây. Hôm nay xúc bông mà giờ xúc đất. Ồ có dính xúc rồi hủy vậy. Vui vậy. Này ngon nha. Nay là dính một cặp luôn. Còn một cái nữa. Rồi. Ok. Để Phong lấy ấy để mồi Phong thay lại. Rồi ở đây còn cái. Ôi lùm. Ngon là cái đạn nha. Đây nè. Ồ, chạy dữ nha. Bụp. Tung bụp cái nha. Ôi giời, tụt quá. Tung bụp luôn nè. Ngon là cái đại cái nha. Ngon lành nha, đây. Đó. Ngon lành chưa. Ôi. Ở đây đường lọ quá nha. Để nuôi ít xíu thôi, chúng ta đi quay lại thấy. Ôi.